tháng 7 âm lịch sắp đến rồi và chúng ta nên đọc kinh gì để giúp cho gia tiên được siêu thoát? Và trên tay Mai thì đang cầm cuốn kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, và đây là cuốn kinh căn bản để giáo hóa chúng sinh ở Diêm Phù Đề. Ngài Địa Tạng có duyên rất lớn với chúng ta trong cõi Diêm Phù Đề, và trong phẩm thứ 6 của kinh Địa Tạng, phần siêu độ vong linh, thì khi mà người thiện nam, người thiện nữ nào phát tâm đọc tụng kinh này đủ 3 đến 7 biến thì người thân quyến thuộc đang mắc trong 3 đường ác đạo, khi tiếng tụng kinh đủ số biến đó sẽ đặng được giải thoát, và cho đến trong khi mơ ngủ sẽ không còn thấy hiện về nữa. Và gia tiên của chúng ta sau khi mất đi thì không phải ai cũng có đủ thiện nghiệp để có thể đến được cõi lành. Bản thân họ cũng không còn thân xác để tu tập, nên họ cần nương theo phước lành của con cháu trong nhà gieo tạo để cùng tu tập chuyển hóa, thông qua việc chúng ta đọc kinh, sám hối, làm việc phước thiện, thay đổi ý nghĩ, lời nói cho đến làm những điều thiện lành. Và khi các bạn đọc kinh xong thì các bạn nhớ hồi hướng như sau: con xin Ngô hồi hướng tất cả công đức này cho cửu huyền thất tổ, cho gia tiên, cho ông bà nội ngoại, người thân quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất kỳ cảnh giới nào đều được cảm ứng phát tâm tín nguyện hạnh niệm Phật và siêu sanh tịnh độ. Nếu bạn cảm thấy bạn đủ duyên lành với Ngài Địa Tạng thì Mai xin phép gieo duyên cho bạn cuốn kinh này nhân dịp tháng 7 âm sắp về, tháng Vu Lan báo hiếu. Chúc cho các bạn ngày càng tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.